Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với KTV Channel. Thưa quý vị, Avananche là cái tên nổi bật hàng đầu trong năm 2021 khi chỉ mới ra mắt vào năm 2020 bởi nhóm Avalab. Nhưng hiện tại, theo dữ liệu từ CoinGecko, thì Avananche đã đứng vị trí top 10 tiền điện tử có vốn hóa hàng đầu thị trường cryptocurrency. Cùng với đó, tổng giá trị hóa trong giao thức TVL trên các dApp của Avananche cũng tăng trưởng không ngừng và đang đạt mức 11 tỷ USD, xếp thứ 3 sau Ethereum, BSC và Terra. Avananche là một nền tảng có cấu trúc mạng lưới ô cho phép khởi chạy các ứng dụng tài chính phi tập trung DeFi, tài sản tài chính, giao dịch và các dịch vụ khác. Mục đích dự án là trở thành một nền tảng giao dịch tài sản toàn cầu, cho phép bất kỳ ai cũng có thể khởi chạy hoặc giao dịch bất kỳ dạng tài sản nào và kiểm soát nó theo cách phi tập trung bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh và các công nghệ tiên tiến khác. Các nhà phát triển tại Avalab tuyên bố Avalanche sẽ là hợp đồng thông minh đầu tiên có thể hoàn tất giao dịch trong vòng chưa đầy 1 giây. Avalanche ra mắt mạng chính blockchain của mình vào tháng 9 năm 2020. Token gốc của nền tảng là AVAX. Token này hiện thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trong giao thức của Avalanche và cũng có chức năng như một hệ thống thanh toán và phần thưởng cho người dùng. Phương thức hoạt động của Avalanche. Như chúng ta đã biết, Bitcoin, Ethereum, Classic xây dựng trên nền tảng blockchain với giao thức bằng chứng công việc Proof of Work của thuật toán SHA-256 đòi hỏi rất nhiều năng lượng và sức mạnh của máy, đồng thời hạn chế khả năng mở rộng khối thể hiện qua các đợt hard fork của BTC để nâng cấp như BCH Bitcoin Cash và BSV Bitcoin SV, BCHA Bitcoin ABC. Đối với nền tảng blockchain của Avalanche, blockchain này sử dụng thuật toán giao thức đồng thuận Proof of Stake với giao thức được gọi là Snow Protocol, lấy cảm hứng từ thuật toán Hashing Algorithm. Giao thức này cũng khắc phục các thuật toán đồng thuận truyền thống và thuật toán đồng thuận của Nakamoto trước đây. Avalanche có ba blockchain tích hợp sẵn: chuỗi trao đổi (Exchange), chuỗi nền tảng (P-Chain) và chuỗi hợp đồng (C-Chain). Cả ba blockchain đều được xác nhận và bảo mật bởi mạng chính. Mạng chính là một mạng đặc biệt và tất cả các thành viên của tất cả các mạng con tùy chỉnh cũng phải là thành viên của mạng chính bằng cách stake ít nhất 2.000 AVAX. Exchange hoạt động như một nền tảng phi tập trung để tạo và giao dịch tài sản thông minh kỹ thuật số đại diện cho tài nguyên trong thế giới thực với bộ quy tắc chi phối hành vi của nó. Một tài sản được giao dịch trên exchange là AVAX. Khi bạn phát hành một giao dịch cho một blockchain trên Avalanche, bạn phải trả một khoản phí bằng AVAX. P-Chain là chuỗi siêu dữ liệu trên Avalanche và điều phối các trình xác thực, theo dõi các mạng con đang hoạt động và cho phép tạo các mạng con mới. P-Chain thực hiện giao thức đồng thuận Snowman. C-Chain cho phép tạo các hợp đồng thông minh bằng cách sử dụng API của C-Chain. C-Chain là một ví dụ của máy ảo Ethereum được cung cấp bởi Avalanche. Ngoài ra, mạng lưới hướng đến mở rộng cross-chain với các hệ sinh thái của Ethereum, kết hợp hệ thống dữ liệu Oracle của Chainlink và kết nối với các doanh nghiệp top 500 Fortune để phát triển các nền tảng trên Avalanche. Thông tin về token AVAX. AVAX là token gốc của Avalanche Platform xây dựng dựa trên cơ chế đồng thuận thuật toán Snow. Các chức năng như sau. Chức năng thứ nhất là thanh toán. Đồng tiền này có thể sử dụng trong các ứng dụng DeFi trên nền tảng như chi phí phải trả khi thực hiện các giao dịch trên smart contract của Avalab. Chức năng thứ hai
là staking và nhận thưởng từ cơ chế stake. Tham gia tối thiểu 2.000 AVAX, người dùng có thể trở thành nhà khai thác và xây dựng các token con của nó dựa trên nền tảng AVAX. Chức năng thứ ba là cơ chế quản trị. Một điểm khác biệt quan trọng giữa Avalanche và các nền tảng blockchain khác là cơ chế quản trị của nó. Phần thưởng đặt cọc có thể thay đổi, năng động khi hệ thống phát triển. Trong năm đầu tiên, phần thưởng staking hàng năm ban đầu sẽ nhắm mục tiêu tỷ lệ đào từ 7% đến 12%. Token AVAX là token có tổng cung giới hạn. Nguồn cung cấp cho mạng chính sẽ là 360 triệu token và tổng giới hạn được đặt ở 720 triệu token. Trong khi hệ thống sẽ liên tục mai các token mới khi nó đạt đến giới hạn tối đa, các khoản phí cho các hoạt động khác nhau sẽ bị tiêu hủy. Tất cả các hoạt động được triển khai trên mạng con Avalanche chính sẽ trả phí bằng AVAX. Đội ngũ phát triển của dự án Avalab có 3 người đồng sáng lập, trong đó có Imbingan Sider, nhà khoa học máy tính kỳ cựu đã gắn bó lâu dài với Bitcoin và các mạng phi tập trung. Sider từ lâu đã quan tâm đến việc mở rộng quy mô của Bitcoin và Avalanche Consensus là sự tiếp nối trực tiếp từ nghiên cứu này, cho phép khối lượng giao dịch cao hơn đáng kể so với Bitcoin và cạnh tranh với Visa. Giống như Sider, những người đồng sáng lập Kevin Senikiu và Malvan Ted Jin cũng có liên kết với Đại học Cornell. Sider là cố vấn cho Jin, người đang theo học tiến sĩ về khoa học máy tính. Phần còn lại của nhóm bao gồm các chuyên gia khoa học máy tính, kinh tế, tài chính và luật. Một hệ sinh thái phát triển mạnh và đối tác cũng trên nhiều phương diện như DeFi, Digital Security, Ecosystem, Exchange, Xbrowser, Gaming, Identity, NFT, Play to Earn, Payment, Security, Stablecoin, Tooling, Trading, Bot, Wallet, v.v. Một vài lưu ý quan trọng về Avalanche. Avalanche bao gồm 3 chain: X-chain, C-chain và P-chain. Các chain này là hoàn toàn khác biệt nhau, khác cả format, địa chỉ, ví, nên lưu ý tránh nhầm lẫn. Bản giá Avalanche ở thời điểm hiện tại 79,44 USD. Avalanche hiện đang chạy trên mạng lưới Avalanche. Ngoài ra, AVAX còn được chạy trên các mạng lưới Moonweaver, Solana, Harmony và Moonbeam. Thống kê về giá và thị trường của AVAX. Giá cao nhất mọi thời điểm 144,96 USD. Vào 21 tháng 12 năm 2021, giá thấp nhất mọi thời điểm 2,8 USD vào 31 tháng 10 năm 2020. Hiện nay AVAX được niết trên khoảng 100 sàn. Trên đây là toàn bộ thông tin tổng quan về nền tảng Avalanche và token AVAX. Hy vọng qua những video này, quý vị sẽ có thêm những thông tin thật hữu ích, thật bổ ích. Và quý vị đừng quên đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn. Đến đây tôi xin kết thúc video này.